Chào mừng đến với học viện Free Fire Battle in Style, nơi đã đào tạo nên những học sinh ưu tú của game bắn súng sinh tồn. Cùng xem qua profile của những học sinh đình đám nhất học viện và xem bạn thuộc team nào nhé. Yeah. Lớp trưởng Anh, đây là AS Mobile. Kẻ thù nghe danh nhưng nghe thì tiếng sét sau tai. Là tổ trưởng sống dai, chẳng cần phải giống ai. Chạy bo thì điện thoại nên anh mà lên tiếng cộng đồng tặng anh cả đống like. Nhắc về like với team chị đây không thiếu. Tay chân tôi chảy gặp chị thì cố thành kẻ không. Chiếu sáng diện trừ diện tối diện chị là tổ trưởng toàn diện. Chị thấy nó, chị muốn nó là chị có nó, chị lại càng diện. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Chưa ngủ tại nhớ cậu vì mình quá thích cậu rồi. Trong tầm ngắm chẳng có địch, viết tấm ảnh ngắm cậu ngồi. Cùng là tổ trưởng gọi thính, thính cậu tớ phải tấm tắc khen. Chạy tim bao không bằng chạy bắn tim cậu chặt quả tớ phải rất chen. Còn khi cậu nhìn tớ lại chết, đứng dạo just dance. Vì hồn lỡ xa vào đôi mắt gáy sớm gáy to, anh sẽ cho hết nói. Là tổ trưởng tay to nên anh chẳng lo chết đói. Anh giống như cơn tiền đỉnh, đỉnh vùng lên sẽ nhanh choáng. Nhưng thật khác tại ngàn anh, gió cũng ngại vì anh tàng. Anh em mình là một gia đình, chẳng để bu ra tội hòa bình. Sát cánh như cùng một gia sinh, cùng từ chiến để vọt ra trình. Không cần chức tổ trưởng nên chẳng cần phải bầu lên. Chính là tổ đội tình anh em chắc chắn bền lâu. Thoát ẩn thoát hiện trong anh thì vô cùng ảo diệu. Chính là thầy giáo đại đội trưởng lúc lùm không hiểu. Thầy cùng các em bền mưu nha, đo tay chỉ tốn đồ thôi. Họ tự đấu nhau mình bu ra, thắng chân chẳng tốn mồ hôi. Học viện Free Fire đã đào tạo được vô số những nhân tài mang trong mình tinh thần Battle in Style, chiến đấu thật phong cách. Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết. Từ giây phút này, Học viện Free Fire tuyên bố chính thức đóng cửa. Hành trình sinh tồn của chúng ta sẽ phải dừng lại tại đây. Để cùng mở ra một hành trình mới, cùng Free Fire đạt được thành hình mới. Battle in Style không chỉ cho mình chơi, phong cách ra thì dùng trong những hành trình tới. Để cùng mở ra một hành trình mới, cùng Free Fire đạt được thành hình mới. Battle in Style không chỉ cho mình chơi, không chỉ cộng đồng trong những hành trình tới. Chúng ta thay phong cách không chỉ ở trong game mà còn nhớ đến hoạt động xã hội không quên. Nên cộng đồng Free Fire đã tổ chức giải gây quỹ nuôi giấc mơ đi học trong em. Nhưng vẫn còn nhiều em nhỏ ở vùng cao vô trường, lớp sách vở chẳng biết phải dùng sao. Thế nên hãy hưởng ứng sự kiện xây trường bằng việc chúng ta gom huy hiệu cùng nhau. Cùng là nhiệm vụ trong game để xây dựng học ngoài đời. Chiến đấu phong cách sống lên để mười thế trẻ em được học ngoài đời. Thu tập huy hiệu trong game để xây dựng học ngoài đời. Battle Style sống lên, các em có tương lai mơ. Anh em cộng đồng game thủ Free Fire ơi, từ ngày 15 tháng 7 vào chơi game để góp 2 triệu huy hiệu, xây trường cho 10 thế hệ trẻ em vùng cao và hóng những phần quà hấp dẫn từ chương mới của Free Fire Battle in Style. Sự kiện chương mới Free Fire Battle in Style công bố bản tin dự báo quà hot như nắng Hà Nội, cháy như hè Sài Gòn cho anh em đấy. Tham gia ngay để thu về cơn mưa quà tặng cùng cơn lốc vật phẩm, nhân vật miễn phí cực khu, cực uy tín như Phóc Lõi Đồng, trang phục triều linh Oni Yomi, nhân vật mới Apatra, hành động nhạc trưởng và đặc biệt đại ca xóm chùa cùng những cơn bão quà khác. Chần chừ gì nữa, vào game ngay. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.